Ờ, thế con muốn những cái gì? Ừ, bây giờ con ngủ con tính lại cho mẹ xem con mua những cái gì. Nào, 10.000 đậu để riêng ra. Su su bao nhiêu tiền? Ừ, 21.000 cộng với 10.000 là bao nhiêu? 31 tiếp. Bao nhiêu tiền thịt? 50.000 với 31 là bao nhiêu? 81. Ừ, 81.000 rồi. Thế còn lườn gà bao nhiêu tiền? Lần là 65. 81 với 65 bao nhiêu? 65 và 81. Không biết nữa. Tính đi. Không biết thật đấy. Nó không tính đi. Nhưng mà có thể là có con nhưng mà không biết. 65 với 81. 1 cộng 5 mấy? 6. Bao nhiêu? 6. Ừ. Thế 8 cộng với 6 mấy? Tách nó ra tổng 10 cộng số thừa. Ừ, 14. Là 146. Ờ, 146. Chỗ còn lại là bao nhiêu tiền? À, 146 đúng không? Với 146 thì ra bao nhiêu? 146. 144. 1 200. Ừ, thì ra 200. Đúng không? 146. Thế bao giải thử 10 thừa 10.000 à? Dạ. Thế là bao giải thử 10.000 à? Đâu. 146 cộng với 64. Rồi. Thế đủ tiền chưa? Đủ